Hôm nay GoFood trở lại Thủ Đức để thăm lại cái trường hợp của chị Thúy bị bệnh ung thư. Thì như hôm trước đó chia sẻ với mọi người về tình trạng của chị là chị Thúy là rất là nặng rồi. Thì hôm nay là trở lại để xem cái sức khỏe của chị như thế nào. Thì trước mắt là đang ở trong một cái xưởng của nhà của chị Thủy đây. Chị Thủy là mọi người cũng biết là người chăm sóc trực tiếp đến cho chị Thúy. À, tuy là một người hàng xóm thôi nhưng mà chị cũng bỏ cái thời gian với công sức ra để mà chăm sóc cho chị Thúy. Cái việc của chị Thúy này là được rất là nhiều người ngưỡng mộ cũng như là quý mến cho đến với chị. Thì trước mắt thì sẽ hỏi chị về cái việc mà bệnh tình của chị Thúy như thế nào. Bây giờ là rảnh rồi đó hả chị? Tối giờ hai chị em làm đêm, Dạ. làm tới 4-5 giờ sáng. Chị kêu thôi tôi cũng rảnh này, thôi ban đêm là tôi làm phụ với bà, rồi thế ban ngày tôi 1-2 giờ gì đó tôi xuống chạy tiếp. Còn bà có sức bà ngủ rồi á, có sức qua bên đó ban ngày thấy là cứ chạy tới chạy lui làm được bao nhiêu hết. Cái nó thôi nếu bà thương vậy thì bà giúp tôi làm ban đêm đi, rồi tối là tôi làm tới 2 giờ thôi, Dạ. rồi bạn làm rồi tôi vô tôi nghỉ tôi ngủ, sáng tôi còn dậy sớm bên đó nữa. Cái bạn nó mới theo cỡ nó bây giờ nó không giúp vậy thôi. Dạ. Cái chị hôm bữa là làm với chị đây là chị về nghỉ ngơi rồi hả? Đúng rồi, giờ nghỉ ngơi làm từ 6 giờ sáng á. Đây nhiều người làm đúng không chị? Không, chỉ có hai chị em làm thôi, Ủa? rất rất nhiều Hai chị người em mà làm. làm nhiêu đây hả? Giỏi dữ vậy? Mà nó cũng bó, nó cố nó chạy chứ thật sự là một mình nó là chỉ chăm được 2 vàng thôi, nhưng mà nó cố nó chạy hết chỉ chưa lại 1 vàng đó thôi. Nó nói thôi cỡ nó em giúp gì, em có cái công em bó ra em chạy ấy, thì hàng nó ra ấy, thì có năng sức cho chị. Mai mốt em thất nghiệp rồi mời chị nhận em vô đây làm dạy nghề cho em nha. Chị làm này nói chung cũng cực lắm, em làm dài chứ một ngày 10 tiếng chị chừng cỡ 300 300 mấy à, tại chị làm gia công người ta mà, Dạ. chứ chị đâu có, nếu mà mình chủ á thì nó nhiều mà mình nhận sợi tơ mới, mình chỉ có cái công bỏ ra mình dệt thôi. Dạ. Còn Sửa máy móc là mấy chị biết hết hả? là chị tự sửa, còn cái mặt hàng thì là em chỉ đưa cái mẫu thôi, là tự chị lên mặt hàng mới. Dạ. Từ bữa giờ bệnh tình của chị Thúy sao rồi chị? Do chị đau cái miếng dán á hay sao mà thấy nó cái mặt nó vẫn tươi hơn. Thì hôm bữa chị bệnh đó, sốt chị bệnh chị nằm 2 ngày, một bữa ngày thứ bảy nhưng mà chị không có qua được, thế chị mới nhờ ông xã chị qua cho uống thuốc uống men. Dạ. Xong rồi bắt đầu cái tới ngày chủ nhật nữa chị cũng không có qua, chị kêu anh qua giùm cho nó uống thuốc đi, với nhờ mấy người bên có ai phụ giúp giùm. Chứ giờ em đang sốt nữa mà sức đề kháng nó yếu, nó ngứa gì quá, rồi em ngưng ngày đi cho nó đỡ đỡ em qua. Thì qua cái đó thôi bỏ nó đi đâu, 2 ngày nay là nó không có uống sữa được, không ai pha nó uống được. Nói ủa chứ sao lại anh Tân Anh vào pha sao bạn uống, rồi cái chị Hồng bên đây cũng pha cho bà, rồi cái chị đây cũng thỉnh thoảng cũng pha sao mà uống. Nó nói pha nó không có uống được. Cái hèn chi cái chị bên đó tối á, mới nhờ chị qua, ôi bữa chị Hồng chị làm vệ sinh dọn dẹp rồi chị lau chùi giùm cho nó hả. Bà nói không, cái bà trên Sài Gòn á, nói chung bà Sài Gòn lâu lâu cứ 2 tuần là bà xuống 1 lần, Và nó là ai? bà đó là coi trên mạng vậy á. Rồi Một nhà hảo tâm hay người ta bỏ công người ta xuống? đúng rồi, nhưng mà bà cũng là bà cũng lớn tuổi, chắc cũng cỡ tuổi chị đó đó, Dạ. thì cứ 2 tuần chị xuống, mà xuống chừng cỡ nửa tiếng là chị đi về, cũng đi 1 tiếng. Nhưng mà hầu giờ là áo quần chị không có giặt, ngay bữa đó là chị xuống chị giặt áo giặt quần, tại vì bỏ đó chị xuống chị giặt được một bữa đó. Rồi sáng sau chị qua thấy nó cũng khỏe khỏe, cái chị nói vậy thôi bây giờ không ai uống sữa được pha uống được, bây giờ tôi pha sữa cho uống thuốc. Từ bữa mà em xuống tới giờ là có chỉ là mua thuốc về uống thôi chứ không có đi khám đúng không chị? Đúng rồi, hôm bữa giờ là em cho được 4 triệu mấy đó, rồi là coi như mấy người mà tới thăm bữa đó nó yếu, em cho 4 triệu mấy, sau đó nó yếu là chị mời cha rồi tới sức dầu, sao tự động nó khỏe lại.
khi lại xong rồi là coi như là chị đi giao hàng chị ứng được 3 triệu mấy gần 4 triệu nữa. Nói chung là từ hôm đó tới nay là coi như sạch luôn cái số tiền đó, cứ sửa với Dạ. cái thuốc. Còn cái thuốc gì mà mới nãy đó chị hết tiền chị mới đi ra mua đỡ cho nó là 90.000 một ví. Bình thường là chị mua một hộp đó là 270 là 3 ví, mà bữa nay á, là hết tiền chị ra chị mua đỡ cho 2 ví là coi như 90.000 một ví. Có vẫn là uống thuốc cũ chứ không có loại nào mới đúng Uống không? thuốc cũ chưa có thuốc gì Nhưng mới mà hết. hồi nãy chị có nói là sức khỏe của chị Thúy là yếu Thấy hơn hôm bữa hả? thì mặt nó tươi hơn, thấy cái mặt nó Dạ. tươi hơn đó, nhưng mà nó vẫn ngầu lên được, nó không ra tiếng nữa thôi. Bữa trước thì còn ra tiếng nhưng mà bữa nay không ra tiếng. Rồi Dạ. sáng qua chị mới lấy đồ chị cào, chị làm vệ sinh trong phòng ấy, thì thấy cái cuống họng ở trên đây nè nó sưng xuống, nó sưng ở trong cái đất giọng mình đây nè, nó sưng một cục bự lắm, nó muốn lấp hết cái cuống họng mình ha. Dạ. Còn con gái của chị Thúy là vẫn ở đây với chị. Vẫn ở đây giờ còn ngủ. Em nghe nói là hình như là chị cũng bị giống cái trường hợp của con của chị Đúng Thúy là rồi, bị nổi ở toàn thân hả? nói hết mà chị kêu chị đi lên da liễu cho mấy Nổi lâu chưa? con đó hầu giờ chân trắng. Chị nói thật luôn, chị không bao giờ có một cái vết gì vậy luôn, tay treo chân chị là trắng non hết chứ không có mà như dài đâu, không có mà tụt 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 mà Dạ. chị gãi đâu là nó thâm đó. Đây máu ngứa chị mới gãi nè. Cái mấy đứa bạn ấy, nó nói ủa sao bữa nay chân trắng mày thèo á. Thật sự chị đâu dám mặc quần đùi đâu, hồi xưa là cứ chị mặc quần đùi ở đây thôi. Nhỏ em dâu nó nói ủa chị sao thấy chân tay chị sao giống con bé Phương vậy ạ. Còn bé Phương là giờ hết chưa? Bé Phương là giờ cái thèo nó vẫn còn nhưng mà nó không có ngứa nữa. Không có bị không có nổi nữa nhưng mà Không cái bé nữa, thèo cũ thì vẫn đen phải không? đúng rồi, vẫn đen, nó không hết. Hồi hẳn là chị đi khám ở đâu cho bé Phương hay là Dạ uống bé thuốc? Phương đi khám ở trên da liễu á, khám trên da liễu rồi mà sao mẹ nói là bị ghé chàm ho gì đó á, uống thuốc thấy nó cũng không có bớt. Xong rồi cũng có người coi trên clip trên mạng vậy á, thấy tội bé Phương. Thì cái chị đấy là người tên Duyên hay sao á, đâu ở trên Sài Gòn á, chị cũng có ghé xuống chị thăm, chị cũng cho tiền mẹ bé, Dạ. rồi cũng cho mua áo quần rồi cho bé nhiều lắm. Rồi chị cũng quen biết ở trên da liễu, chị mua cái thuốc gì mà nó đó chấm vô là đó, mà thấy chấm bé nó cũng hết. Xong rồi bắt đầu cái hôm bữa chị mới đi ra vì kia chị mua thuốc, cái sau cái nó uống sau nó lại hết. Cái xong rồi nó mẹ ơi cái thuốc này cũng uống hết. Cái tiếp tục tới thằng nhóc là nó ngủ chung với chị. Lúc trước là chị Phương nó đòi ngủ nhưng mà nó bị ngứa, thì chị mới nói thôi con ngủ riêng mình con trong buồng đi, mẹ với em ngủ chừng nào mà con hết ngứa đi con mới nói chung với mẹ với em. Cái bây giờ Phương là hết ngứa, giờ thằng nhóc nó đang ngứa Vậy nữa. là cái căn phòng đó là vi trùng nhiều lắm đó, thật sự Chị không biết nhưng mà thật sự chị vô trong đấy chị hay ra là bắt đầu nó ngứa. Nếu như mà vi chị trùng nhiều ốm lắm. huyết bên đây là không sao, mà sao chị cứ vô rồi chị ra là chị Dạ. ngứa. Thôi bây giờ chắc nhờ chị Thủy dẫn em vô trong đó thăm chị Thúy chút xíu nha, cho mọi người, tại cũng lâu quá rồi mọi Ok. người muốn gặp lại coi tình hình sức khỏe của chị Thúy như thế nào. Chào chị nha, chị này hàng xóm luôn hả? Tội nghiệp em đưa À, số điện thoại để liên chú hệ với em á. có hỏi cái số điện thoại của chú Tấn làm ơn nói có mình chơi nghèo khổ à. Cái Là nói ai? giờ chú Tấn hỏi mình giấy số điện thoại đó, rồi cái nói là đưa số điện thoại cho chú rồi xong rồi cái nhà chị Thủy nó biết rồi số điện thoại của chú rồi, giờ đem cho đưa cho chú Tấn rồi, giờ tôi biết nói gì hết. Là sao, là hoàn cảnh hả cô? Dạ Hoàn cảnh mới, hoàn cảnh gần đây không? dạ đường 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 22 Dạ, để một chút đi rồi con thăm là bên gia đình đó chị Thúy xong không rồi. không cho không cho chắc hơn. Dạ. Dạ ở nhà trọ cái này là 1 tháng 3 triệu. Bây giờ thì chị Thủy dẫn GoFood vào trong nhà để thăm lại chị Thúy đây. Thì trước mặt của mọi người đây là căn phòng của chị Thúy. Thì thực sự là hôm nay là cái thấy hồi nãy chị Thủy có nói là chị Thúy là đỡ nhưng mà theo em thấy là như là nặng hôm bữa đúng không chị? Giờ thấy nó nặng á, sáng là thấy nó tỉnh à. À. Sáng thì qua chị cho em thuốc của em kia thì cũng phê lắm. Hôm bữa là còn nói với em được, em nghe Đúng rồi, tiếng có lời luôn nói mà. nói được. Ba là chị vừa sinh á, là Yeah. cái đất giọng cái cục chị trên đây này nó sưng nó tràn xuống dưới đây rồi. Em chào chị nha. Ôi, ốm mà.
Từ bữa giờ chỉ uống thuốc thôi đó hả chị? Chỉ uống thuốc thôi. Mà giờ ý là nói có gì đưa thuốc đặc trị rồi. Cái này chắc phải mình phải thuê bác sĩ riêng tới đây để người ta xem coi như thế nào quá chị ơi. Chứ bây giờ nặng quá nằm gì. Chị cũng có thưa bác sĩ, kêu bác sĩ ở chỗ uống bướu cái chỗ này nó mớ cái tâm hà mình đây nè. Dạ. Yeah. Là chị cũng kêu vô lúc đó là cũng khỏe, nó mệt. Thì chị kêu bác sĩ vô vô nước cho đồ, bác sĩ cũng kêu mình vô nhập viện à. Rồi chị mới kêu nó đi nhập viện đi, nó nói nghĩ sao á, bà khùng á, gần Tết mà bà kêu tôi đi nhập viện. Rồi tới lúc đau chịu nôi á, là bắt đầu á, mới chịu đi thì thưa taxi vô mà coi như nó ngầu xe không được luôn á. Cho lúc trước đi lại rồi á, hôm bữa cũng vậy á, nhờ cha một tới sức giàu á. Chứ để như vậy rồi khuya, đêm khuya rồi làm sao mà kêu được. Vậy rồi chắc tối đâu có ngủ gì được hả chị? Tối nó ngủ. Nói chung nó cũng đến kêu. Tối lúc khi nào cần lắm nó mới kêu chị. Dạ. Còn bình thường vậy là nó không có kêu đâu. Hồi sáng nó qua dặn người đó uống thuốc rồi nó nằm nha. Có gì kêu tôi. Vệ sinh rồi hả? Sáng là vệ sinh cá nhân ăn uống là hết rồi. Gà mà gà uống sữa không à? Uống sữa không. Nó mua hộp sữa giờ uống đi được 2 ngày đó. Dạ. Ôi đau, giờ không biết làm sao ơi. Hay là bây giờ gọi cấp cứu đi hay sao chị được không? Nếu mà bây giờ gọi cấp cứu thì cũng được. Gọi cấp cứu đi vô bệnh viện nha chị Thúy. Nha. Vô bệnh viện nha. Chứ mỗi bữa là có như vậy không chị? Mấy bữa cũng vậy á, rồi xong nó phê lại. Trưa nó mệt, bữa có mấy chị ra thấy lọc đọc đi kêu cha mời thầy rồi tới. Nhưng mà sau chiều là nó khỏe lại bình thường như tới giờ luôn. Rồi khi mà khỏe lại rồi chị có hỏi là ví dụ như bị ép tim hay là khó thở như thế nào chị có hỏi không? Tại vì nó đang uống chất dưỡng nữa. Ừ. Cái thuốc này là của cái chị hồi xưa chị cũng bị uống thôi đó. Rồi kêu là chị nào khó ngủ lắm á thì mới uống cái viên này. Xong rồi hồi sáng thì nó nói là cho nó một viên đi, tới cho nó dở. Với cái chị mới dán miếng ra nữa, tâm ra là nó quậy đó. Yeah. Cái miếng này nó to hơn. Lúc trước là chỉ có 25g thôi, bây giờ là chị đấu lên tới 50g. Là đối cho nó thấm, nó đỡ đau nó. Là nó đỡ đau là mình cũng không được. Rồi uống sữa là một ngày uống được bao nhiêu lon sữa? Hôm nay yếu rồi. Lúc trước ấy thì uống 2 tuần thì cũng 3 lon sữa rồi, cho giờ yếu rồi. 2 tuần mà 3 lon sữa? Không phải, em nói xin lỗi, em nói hộp sữa này nè, một ngày là bao nhiêu hộp, một sữa lon này nè. Không uống sữa này là hôm bữa đó nó nói là mua sữa mà chị tưởng này là sữa em xua này. Dạ. Cho nên chị mới ra mua, chị nói mua về là phải uống nha, không uống là coi như tôi không có mua đâu. Cái nó nói cái mua về nó nói không phải sữa này, là sữa dâu á, sữa hộp giấy là bằng dâu á. Dạ. Cái con sữa này không uống, còn chị cho nó uống là uống sữa này nè. Ồ bữa nay dạ sữa pha nước đó một lon. Còn trước đây thì thấy nó ăn nó được, chị thấy cũng tội, chị đi mua hộp sữa 1,2 triệu mà nó không uống được thì cũng cho người ta. Hồi nãy em tưởng là phải ít nhất phải 10 người làm ở nhà, hỏi ra có hai chị em làm thấy một nồi. Giỏi quá. 2 giờ mới đi ngủ, làm tới 5 giờ, gán làm tới 5 giờ luôn. Dạ. Rồi giờ dậy sớm như vậy? Dậy là nấu cơm ăn, còn đi làm tiếp. Chị nhà gần đây luôn hả? Nhà trên kia kìa. Dạ. Bé Phương đâu từ nãy em không thấy chị? Ngủ. Ngủ bên chị hả? Ngủ chừng nào mà đói vậy mẹ ơi, con đói quá là bắt đầu em. Bây giờ chị á. Bây giờ chị tính sao chị? Bây giờ chị nói với em á, nếu mà thật sự bạn đồng bạn á thương hoàn cảnh của mẹ con nó vậy á thì ủng hộ cho tiền nó thì chị sẽ cho nó vô bệnh viện làm lại. Còn ai chăm sóc cho chị? Còn nằm trong bệnh viện á thì thật sự á là chị cũng chạy tới chạy lui, cứ dù á mà có tiền ăn uống cho mấy đứa nhỏ á là chị cứ ở trong bệnh viện với nó, rồi ăn uống là mấy đứa nhỏ chị mua đồ gì cho tụi nó ăn. Còn làm ấy thì chắc cũng nhờ cái chị đó chị giúp đỡ giùm cho. Chứ còn có nó trong bệnh viện mình thì lúc
còn viết thì không có chị. Mà thật sự là nó đi ưu tiên hết trong tả thì chị treo đó thì nó nằm vẫn được. Tại vì như thế này, tại sao mà em mới có ý kiến là đưa vào trong bệnh viện. Hôm bữa thì em vô đây thì thật sự sức khỏe của chị Thúy là cũng rất là yếu, nhưng mà nó không đến nổi như bây giờ. Nên là em nghĩ là đi vô trong đó khoảng, nếu mà được vài ngày hay gì đó, bác sĩ người ta coi như thế nào để người ta cho uống thuốc, vô thuốc gì đó cho sức khỏe nó tốt hơn. Chứ nằm gì là thật sự là không có tốt, đúng không chị? Cái này chắc cũng phải nhờ chị Thúy là bỏ công ra rồi. Đúng rồi, nếu mà thật sự là mạnh thường quân của thương tình đấy thì chị cho đi bệnh viện là sáng mai là chị sắp xếp công việc xong là chị đưa vô bệnh viện luôn. Dạ. Chờ cái ngày nào nữa hết để cho nó vô bệnh viện ngừa nuôi là chắc cũng đang phải chị. Dạ. Yeah. Sáng là chị xin xếp rồi cũng đi như ở nhà này xong xuôi hết rồi đó thì chị chạy về nhà chị lo cho mấy đứa nhỏ nó ăn uống xong rồi chị lại bật nó lên. Tối là chị cũng phải nằm trong viện. Tuy nhiên lúc trước là chị cũng nằm trong viện 24/24 với nó. Dạ. Là lúc đó là cũng tốt rồi, chị không có làm gì hết. Ở nhà là coi như bỏ hết. Thôi vậy đi ha chị. Để em coi, em lấy sắp xếp tiền bạc rồi em gửi đến cho chị liền, để nếu mà tranh thủ được là chiều hay là ngày mai gì đó đưa chị Thúy vô đồng. Chứ thấy gì là tội quá, không có được rồi nằm gì. Chị cũng sốt lắm mà. Chị đợi em cái nha. Vô bệnh viện nằm nha. Ngày mai vô bệnh viện nằm. Cho nó phế nha. Nha. Nè. Nè, bây giờ á Mạnh Thường Quân ủng hộ tiền cho bà đi vô bệnh viện nằm là chú Cút này đem xuống nha. Có tiền thì vô đấy bác sĩ coi thử làm sao, rồi có vô có chất đồ gì cho nó. Thì như thế này nha chị Thủy, thì hiện tại là bây giờ cái tình hình sức khỏe của chị Thúy bây giờ nặng hơn hôm bữa rồi đó, sức khỏe rất là yếu, nên là khi nãy em có nói là phải đưa vào trong bệnh viện để bác sĩ người ta chữa trị với lại người ta theo dõi rồi, chứ để gì là không có tốt nha chị. Thì chị có nói là có thể là chiều hoặc là sáng mai sẽ đưa chị Thúy vào trong bệnh viện nha chị. Chiều là chị đi uống được. Dạ. Sáng mai chị sắp xếp công việc nhà cho nó uống. Dạ. Rồi sáng mai là chị đi đi. Chị trước khi gửi tiền đến cho chị Thúy thì em xin tóm tắt lại một chút về cái câu chuyện của chị Thúy, để nếu mà ai lần đầu xem. Thì là chị Thúy thì có một người con gái khoảng mười mấy tuổi, thì hai chỉ có hai mẹ con thôi, ở nhà trọ ở Thủ Đức đây. Thì cách đây cũng không có lâu thì chị bị cái căn bệnh là, nói chung là bệnh ung thư, không có tiền để mà điều trị, không có bà con gì hết. Ở đây chỉ có chị Thủy là hàng xóm, là bạn bè với nhau, là chị này một tay là chăm sóc hết hai mẹ con. Thì cái số tiền này là em sẽ gửi đến cho chị nghe chị, để chị tiền nong mua thuốc rồi đưa vô bệnh viện rồi các. Em xin đọc tên và số tiền. Đây là Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho chị Thúy. Xin lỗi mà em ghi lộn là chị Thủy nha. Sẵn đây thì em đọc cái số điện thoại của chị để người ta liên hệ đến cho chị luôn nha. Đây là chị là người trực tiếp chăm sóc cho chị Thúy đây. Số điện thoại của chị Thủy là 077-252-1078. Thứ nhất là của chú Quỳnh Phú ở Mỹ là 100 đô, Mỹ là 2,3 triệu. Thứ hai là của chị Phiếu ở Sài Gòn là 1 triệu. Thứ ba là của cô Sương ở quận 8 là 500 ngàn. Thứ tư là của cô Hà ở Linh Xuân là 500 ngàn. Thứ năm là quán The Am ở Mỹ là 1,000 đô la Mỹ là 23,110,000. Thứ sáu là của chị Tố Uyên ở Mỹ là 50 đô là 1,150,000. Thứ bảy là của cậu quá cố con dì Út ở Mỹ là 1 triệu. Thì tổng cộng là 29,560,000. Ở đây thì cái 1,000 đô này á, là ở đây họ dặn á, là 500 đô là thuốc men cho chị Thúy. Còn 500 đô á, là để là có thể là cho con của chị Thúy trong cái việc mà ăn uống rồi học hành nghe chị. Được không? Được rồi chị.
Đây em gửi chị 29.650.000, chị đếm lại giùm em hả chị? Thôi chị đếm đi, chị đếm lại giùm em. Thôi chị đếm giùm em đi, đếm giùm em đi. Dạ. Chứ bây giờ thấy mà thấy như vậy là không đưa vô là không được, không vô. Yếu hơn hổng em ha. Dạ đúng rồi. Yếu hơn bữa em xuống. Hôm bữa nói chuyện với em còn được mà. Cái xong cái cục nó nổi lên bự á. Cục hạch. Đủ rồi hả chị? Dạ. Dạ. Sau đấy thì cũng thay mặt là cảm ơn tất cả các anh chị em Mạnh Thường Quân và tất cả các anh chị em cộng đồng mạng đã thương mẹ con bé là hỗ trợ giúp đỡ cho mẹ bé để có điều kiện mà đi lên bệnh viện mình tiếp. Bây giờ chị cũng đứng đây là chúc cộng đồng mạng này cũng hứa là ngày mai sẽ đưa mẹ bé vô nhập viện trở lại. Dạ. Em thì em thay mặt tất cả mọi người cảm ơn ngược lại chị. Là chị là cũng là không có bà con, không thân thiết gì đến chị Thúy hết. Nhưng mà làm một cái công việc này thật sự là không có ai, ít ai mà làm được như chị đâu nha. Cảm ơn chị và xin chúc chị được nhiều sức khỏe nha chị. Dạ. Dạ, không có gì đâu. Bữa nay là cái hạch quá tay. Bữa giờ chị là chị chỉ đánh sơ thôi, và chị mới nói là cái cục này cái trong cục tay á, chị kèo ra ở trong miệng bây giờ có nguyên cái cục hạch to lắm, mà cái cục hạch nó màu đỏ luôn. Nếu mà mọi người nhìn kỹ vô thấy, ủa sao răng của chị Thúy cũng bị đỏ ra chị? Đó là tại vì uống thuốc lao á, cái viêm đó nó sẽ đỏ, là chị uống vô là coi như đánh răng chút miệng liền thì nó đỡ, nhưng mà lại uống vô nó mệt. Y như trầu vậy đó. Đúng rồi, cái viêm nó màu đỏ đây nè. Viêm nó có màu vàng, cái màu đỏ mà màu vàng không sao mà cái viêm màu đỏ này nè. Uống vô nó mất cả cổ, cho nên là chị phải nghiền ra cho nó uống. Dạ. Ngày mai là chị Thủy đưa chị đi bệnh viện nha. Là hết bệnh đó nha chị. Cái này phải có oxy đồ, thở đồ chứ gì. Thở tí nữa chị vậy. Xếp công việc chị sớm thì khoảng 2 giờ chị đưa nó đi. Dạ. Tí nữa Ngầu xe lăn được không? Ngầu lên xe đáy, tôi đáy vô bệnh viện nha. Nha. Ngầu vậy được đó. Không? Hay là đi taxi, kêu taxi. Ngầu xe lăn ha. Vậy là tính chiều nay đi luôn hả chị? Ừ, đi gấp đi. Đầu giờ chiều này đi. Dạ. Chứ bệnh tình này mà để trễ thời gian là không có được. Chứ chị chiều nay chị ở nhà cũng vậy mà mơ đi cũng vậy, chiều nay đi em nhà. Cô này cô hàng xóm đó hả? Dạ. Ở đây hàng xóm ai cũng quan tâm tới chị Thúy hết nè. Quan tâm nhưng mà không có dám giống như bà Thủy được. Không có ai mà không ai mà vệ sinh này nọ rồi đúng không? Đúng rồi. Cũng lâu lâu cũng có người ta cũng nói cái bà ở đâu. Cái hai đồ. Ngay chỗ cổ bây giờ tím hết trơn. Hạch nổi cùng mình hết. Bộ hổm em lên còn nhúng dịch được không? Ở dưới người có nổi hạch không chị? Dưới người nó nổi hạch ngay chỗ cái bướm á. Dạ. Nó tắm lên, nó kêu chị lấy cái gì cắt đi cho nó chảy mu ra cô nhức. Rồi chị la, rồi sao tự nhiên cái nó bật ra, nó chảy, nó nhích cái đất nơi này, nóng luôn, là nó tanh, yeah. Là hết rồi, giờ sạch ở dưới đây, nó không có ói gì, có hạt trên đây. Hạt trên đây dưới trong cái hạt này, hồi sáng giờ bữa sinh thì mới thấy nó sưng lên vậy. Chứ bữa trước là bữa sinh không có thấy. Ở đây là mấy cô hàng xóm ở đây hả? Dạ. À. Cô ở nhà trọ ở đây là con. Dạ. Ví dụ như chị Thủy thì nhiều khi rảnh, ở nhiều khi bận rồi đó thì mấy cô ở đây coi giùm cũng được. Ví dụ như đi ngang rồi đó, có gì thì coi la lên. Có chứ. Dạ. Chứ bây giờ thật sự là ai cũng biết về cái bệnh tình này rồi. Biết rồi. Tội, nói chung cũng tội đó. Bữa Tết thì cũng nhờ chị này lên hôm 30 Tết.
chị nhờ chị này lên, chị lên tránh, chị lên cho mình em mấy cái hồ đi, em về mua bông, mua hoa, mua gì ở trong nhà em chưa, giờ mặt thường không có gì hết. Dạ. Cái này nó khi mình về đi, mình kho thịt đi, kho thịt làm gì, đặt ăn mà kho thịt, lấy nó cũng kho là nữa cho chị ăn ha, chứ không phải là nó ăn đâu. Dạ. Vậy là chắc chắn là chiều nay đi. Dạ. Mệt nó thiếu oxy rồi, chèm nước cho nó khỏe. Dạ. Yeah. Mà quan trọng là chồng phải 24 mà chồng đâu có về được đâu. Sắp tới là hơi cực đó nha. Nếu mà ấy thì lên nhờ bác sĩ Vũ ông mà đặc trị á, mơ phòng mạch về đây. Nói chị ra thì thôi chị ông thử là nếu mà có thuốc kia đặc trị á, là đặc trị là phải vô bệnh viện, chứ nó không có cho ra ngoài. Bán ngoài ha. Đúng rồi. Là nó phải bắt buộc mình phải nhập viện ở trong đó nó điều trị, chứ còn nó không có cho thuốc bệnh trị mà về nhà mà đấy rồi về sao. Chứ mà ở nhà là chỉ truyền nước nhỏ thông thường thôi, chứ nó không có có chữa được cái đặc trị của ung thư. Chính đưa đi bệnh viện nào chị? Bệnh viện Phúc Đức em. Gần đây ha. Gần đây thì chị đi lên đi xuống được, chứ đi lên tới trên bướu là chắc ở nhà mấy đứa nhỏ này đói hết. Dạ. Yeah. Tại chị cũng có công việc riêng mà bây giờ chị làm như vậy là cũng hết mình rồi. Sợ mấy đứa nhỏ nhà nó đói thôi. Chứ còn nước nước hộp cơm sáng hai đứa hai hộp, chiều hai đứa hai hộp. Dạ. Xong. Đi bằng cái xe lăn này hả chị? Xe lăn đấy được trước chị kêu taxi vô mà nó ngầu lớn được á. Rồi chị ở trong bệnh viện tự chị lái xe lăn chị đã giờ cũng chị đỡ nhà luôn, chị không có đem bánh trái lại. Chị chắc dành thời gian chăm sóc cho chị Thúy, là chị cũng phải đi khám bệnh của chị đó. Chị trong người đó. Chắc yeah. Chiều đưa nó vô trong nhập viện cho nó nằm xong xuôi hết, chị có đi khám bên da liễu thôi. Cái nhà này phải vệ sinh. Phải vệ sinh hết rồi khử trùng rồi lại. Hồi bà này hồi xưa chân trắng chị đâu có thâm thâm là đen. Nổi ghẻ rồi hết trơn à, vô ai vô là bị giờ. Gãi nó lây thêm nữa. Thôi một lần nữa thì cảm ơn chị rất là nhiều nha chị Thủy. Thì khi nãy thì GoFood có để cái số điện thoại của chị Thủy để mọi người có thể liên hệ trực tiếp để hỏi thăm sức khỏe của chị Thúy ở trong đây. Thì em xin phép em về. Có gì thì có số điện thoại em đó thì gọi em nha, để em thông báo cho mọi người để mà biết cái hướng nha chị. Dạ. Để em vô em chào chị Thúy cái em về. Phải đeo khẩu trang vô. Em chào chị nghe, em về nha chị. Nghỉ ngơi nha, rồi chiều nay đi vô bác sĩ là hết bệnh à nha. Muốn nói lắm nhưng mà nói không được. Chắc muốn nói lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân nè. Thôi em thay lời chị em cảm ơn tới Mạnh Thường Quân nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thôi em về nha.